Hello anh em, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Ok, lại là mình đây anh em ơi. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại với con game bắn cá đổi thưởng này anh em ơi. Đây rồi, mỗi ngày phải vào làm tí bắn cá nó cho nó sôi động anh em ạ. Cứ thiếu bắn cá này mất vui rồi. Ui, thử làm tí này xem thế nào nào. Biết đâu vào phát được bú liền luôn. Thôi rồi, không nổ rồi anh em ơi, không nổ rồi. Nhìn màu là biết rồi. Nhìn màu là biết rồi. Không nổ thì bỏ thôi. Má, thế này bắn kiểu gì thế này? Bắn chỉ nhấp nhấp một hai cái thì chịu. Trời, thế chứ làm gì không nổi. Ok, làm tí cá chép này. Đấy, hiểu thanh niên này bắn kiểu gì? Đi ra rồi anh em ơi. Đi ra đây đây, vẫn còn đây, vẫn còn đây. Cứ tưởng đi ra rồi. Bạn thế này thì bạn làm cái gì cho nó mệt. Ok này. Này, xem thanh niên này bắn này anh em. Xem thanh niên này bắn này, bắn nó kiểu cầu may này. Trời ơi. Chịu. Không có thì thôi, đừng có chơi, chơi mức 1k thôi. Đua đòi chơi mức 10k. Nếu hiểu chơi như thế làm cái gì? Bắn một lúc 1 2 3 viên như thế thì bố nào nổ nổi. Bắn kiểu cầu may này, bắt đầu chim vào này, thấy người ta bắn là chim này, đấy. Bắn đến sang năm cũng không ăn được. Ok, đấy, lại nhập này, lại nhập này. Hết tiền rồi, thế này hết tiền rồi, chào tạm biệt thôi. Ra làm mấy ván tài xỉu đi anh ơi, trời ơi. Đã tiền đã ít rồi còn còn chơi đua đòi nữa, chơi ván 10k mới chịu cơ. Tiền đá ít rồi còn chơi ván 10k cái. Ồ, mẹ vừa làm phát 500k kìa, ngon nhờ. Úi giời ơi. Được nhờ. Thánh vắt xôi. Đủ. Thánh vắt xôi cũng khá đấy nhờ. Đấy, bắn thế này rất là mệt mỏi luôn. Ok, hôm nay hai củ anh em. Bắn kiểu thanh niên này bắn kiểu rất là mệt mỏi luôn anh em ơi. Nhìn này. Này. Bắn theo kiểu cầu may đấy. Tức là có một số con to anh em, con cá to ấy là một hai phát là nó nổ luôn đấy, và thanh niên này đang bắn theo cái cầu may như thế đấy, chịu, rất là mất thời gian, chả được cái gì hết. Nãy giờ mà tiền ít thì mình chơi ván 1k thôi đúng không anh em, chơi ván 1k thôi, chơi chơi to làm cái gì, nếu hiểu kiểu gì tiền đã ít thì còn tham nữa, chịu luôn. Ok. Đấy, lại cầu may tiếp này. Ôi sao nó hết tiền rồi mà vẫn ấy nhỉ, hay là lag nhỉ? Ảo thế. Sao nó hết tiền rồi mà vẫn 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 còn đấy nhỉ? Chắc là lag rồi, lag rồi. À. Có nên qua cái mức 100 1 đến 10k 100k chơi không, hay là chơi bên này nhỉ? Rồi, thằng này oát rồi. Thanh niên này oát rồi anh em ơi. Thanh niên ảo tưởng sức mạnh nhất của năm đấy. 8 lít này. Nãy giờ thì vẫn hòa vốn thôi. Chưa có gì thay đổi hết. Có khi là phải qua cái mức kia chơi đi nhờ. Chơi bên kia thì sợ là lúc căng thẳng lên thì lại nâng lên mức quá đà. Thôi, cứ chơi đây đã. Anh em có thể vừa chơi vừa đá tài xỉu này. Cũng khá là ok đấy, vừa chơi vừa đá bộ môn tài xỉu này cũng được đấy em, cầu mà đẹp thì rất là ngon luôn. Ui, làm củ xem nào, đâu này lại vỡ được huy chương. Ui gãy rồi mẹ mày, tức là gãy hai bên luôn đấy. Ui lại thanh niên hồi nãy thì phải này, hình như là thanh niên hồi nãy này, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nhìn kiểu bắn là biết rồi, nhìn kiểu bắn là biết rồi đấy, nhìn cách chơi là biết, nghe phát biết nhạc gì luôn mà anh em. Đấy, lại như thế. Ui, ngon. Khá nhờ, lần này khá nhờ. Đúng là dân chơi nghe phát biết nhạc gì luôn. Nhìn anh chơi là em biết ngay luôn. Anh là ai luôn. Đéo hiểu chơi như thế làm cái gì luôn ấy. Đấy, 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 ngon. Ui, double kill luôn kìa. Được nhờ. Đấy, lại xăm soi con đấy đấy, cho mày ăn luôn, bố mày không chơi. Rồi, mẹ em bắt đầu thấy là
Càng bắn càng thụt lùi rồi anh em ơi. Càng bắn càng thụt lùi rồi. Mà muốn đéo nổ luôn. Khi mà đéo nổ thì bắn thế nào không đéo nổ anh em ạ. Buồn nha. Mẹ. Tôi dừng lại tí đi. Đá mấy tay tài xỉu đi anh em ơi. À, dừng lại đi anh em ơi, dừng lại một tí đi cho nó qua cái đợt này cái đã. Có khi là sẽ đá mấy tay tài xỉu. Cái này là đéo ổn rồi em ạ, đéo ổn rồi. Mẹ nhìn cái thanh niên này bắn ngứa mắt thật sự luôn đấy. Đã thua rồi chớ, mẹ gặp đúng thanh niên này. Bắn rất là ngứa mắt luôn. Lại giành nhau con cá chép chịu luôn đấy. Giời ơi là giời ơi, đen quá anh em ơi, đen quá. Vãi này còn qua man nữa. Mẹ làm phát tài xỉu thế nào. Xả xui cái. Đen quá anh em ạ. Ok. Lâu lâu phải làm thế để lấy lại tinh thần. Map này cá đi nhanh quá không chơi này. Map này cá đi nhanh quá, khó nổ lắm anh em ạ, khó nổ lắm. Đây, mấy thanh niên này đổi chiến thuật rồi. Vừa chuyển qua chơi bắn liên hồi rồi anh em ơi. Chuyển qua bắn liên hồi rồi, không 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 bắn theo kiểu nhúc nhích nữa. Vãi nhỉ. Ui ui. Ui ghê thế. Ghê đấy anh hai. Nhìn nó bắn rất là ngứa mắt luôn anh em ơi, nhiều khi nó đấm cho một cái. Ui, nó nổ kìa. Nó nổ ghê chưa kìa. Vẫn muốn làm thêm tay tài xỉu nữa. Vừa ăn xong 3-1 này. 3-1-3 không. Thôi à, sợ quá. Ui ngon nhờ. Thanh niên này, thanh niên này bắt đầu nổi dậy như một, như một vị thần rồi anh em ạ. Lạc rồi. Mẹ phải cứ bực mình thật sự luôn đấy, cái mạng chán đời thật sự luôn anh em. À, lúc cần lại lạc cái định mệnh nhà mày. Vãi là linh hồn luôn, lúc cần thì nó là lạc anh em ạ. Này xem này. Là tí rồng xem nào. Ui cầu này nó đi đẹp thế mà tay trước mình không vào nhỉ. Đần độn thật. Đúng là chú bé đần. Rồi ok. Được rồi được rồi. Có vẻ như là tìm lại được cảm giác rồi anh em ạ. Một cú. Ôi giời ơi. Bắn vội bắn vàng. Mẹ cái thằng đần này nó cứ đi ra đi vào thế nhỉ. Đây rồi. Ôi giời ơi. Bực mình thế. Đây rồi. Tập trung bắt bot tôi hay là ra. Mẹ em mày ra chơi mức 20k đi. Vào chơi mức 20k đi anh em ạ. Đây rồi. Vào chơi mức 20k đi nhá. Đây là mấy tay tranh thủ chạy luôn cho nó sướng. Kỳ kèo mệt anh em ơi, kỳ kèo lâu quá mệt. Qua map này cái định mệnh luôn, nó đã không nổ thì ở đâu nó cũng không nổ anh em ạ. Thì luôn ngày hôm nay có vẻ như là nó xui xui kiểu gì ấy, đến lúc mẹ cảm thấy hên một tí thì mạng nó lại lag. À, bực mình. Rồi, tôi sẽ tập trung một tí và nghỉ anh em nhé. Nãy giờ hơi lâu đấy, nãy giờ là hơi lâu đấy. Tập trung một tí nào. Tập trung hết công suất nào. Cá này nhá, con cá này. Ok, nổ này, hai củ này. Rồi. Bú con rồng này nữa là ngon này. Con rồng bú này ngon này.
khó quá, con rồng này khó quá. Khả năng cao là gãy rồi đấy, khả năng cao là gãy rồng rồi đấy. Không nổ rồi. Má. Đúng là bot anh em ạ, đúng là bot. Bắn thế mà không nổ chịu rồi, bắn từ lúc nó vừa rời khỏi màn hình mà đến khi nó hết màn hình luôn, nó đi theo cái chiều hướng nó là dọc hết màn hình luôn mà vẫn không nổ thì chịu thôi. Duyên phận trời giao rồi anh em ạ, biết đường nào mà lần. À, vẫn không chịu nổ này. Ôi giời ơi, đau hết đầu. Ngày hôm nay đen quá. Thôi chắc là tôi sẽ dừng lại tại đây thôi nha mày. Dừng lại tại đây thôi nhá. Cảm giác như là cá của ngày hôm nay rất là khó bắt anh em ạ, thật sự luôn, rất là khó bắt. Ngày nào mà hên ấy là chỉ cần bắn một hai phát, nhiều khi tức là không phải là con nào cũng thế, nhưng mà nó phải thỉnh thoảng nó phải có những con như thế để mình lấy cái cảm hứng mình chơi ấy, đúng không? Tôi cảm thấy là hôm nay rất là xui luôn. Thôi được rồi, dừng lại thôi anh em ạ. Dừng lại thôi, còn hơn là thua hết. Chấp nhận lỗ mấy củ đấy thì chấp nhận thôi. Buông bỏ thôi anh em ạ. Ngày mai vào chơi tiếp chứ thế này là không ổn rồi. Ok anh em nhá. Thì cái đường link của con bắn cá đổi thưởng này tôi sẽ để ở phần mô tả cho anh em. Anh em có thể vào tham khảo và chơi thử. Rồi, chúc anh em luôn luôn gặp nhiều may mắn và luôn luôn chiến thắng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.